এমনিতে আমি আনি যাও। মেয়ে চেন truyền hình trực tiếp, này là con truyền hình trực tiếp. Từ từ đợi tí. Nhưng mà gì nhỉ? Mẹ ơi, cái bà con cái cửa quay à? Đi ra bà đi. Mày đi một mình mày nhá. Không đi giày nhanh là mày chết. Hả? Gàn mãi được. Tao gọi mạnh mình cũng mạnh nhưng mà làm mãi bản như thế nào. Người ta chưa đi nè. Anh ơi bây giờ mới chuẩn bị đi rước ơi. Anh bàn. Thiệt không? Về quê ơi, đặt máy bay nhanh lên. Hài hòa và đặc biệt bài đoàn kết xin tất cả các cháu thông cảm với các cô thông cảm cho phát biểu thế là để cho nó kiện toàn, cho nó vui vẻ thì tất cả các cô các chú và các cháu chuyển và phát biểu cho đội tính. Đồng thời các cô đã đang lấy đây là cùng kết hợp hỗ trợ bên Kiều Văn Hương. Sát ở chỗ Kiều Văn Hương để tiến hành mời đội tập ba, tập
biểu đi thắt ra đồ này của mình để đứng đấy. Để thông báo tất cả các bạn được biết, rồi đồng thời các bạn phải được biết đứng 8 giờ lắm. Đi, đi, đi nó còn đũa mà đi. Ừ, thế em bảo đứng đi một chỗ ra rồi đi vừa bên về này. Anh về nhanh lên kịp chuyến tàu. Anh đang về rồi ạ. À. Anh không? Anh à, còn lâu nha. Ngày xưa đến ngày nay bây giờ mới có đình mà không về được. Để đảm bảo hút cho các bạn kiểu thì là bên hút cho đứng vào hai bên, Việt Nam đứng vào hai bên. Rồi mô hình khi hôm nay là đi Hà Nội thì tất cả các toàn thể để chấp chấp hành đi lại anh xong trước đi ơi phải cái đơn đi làm sao đây cơ mà đi 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 đảm bảo cho tiền điện thoại chúng ta mời ông cũng nghĩa chết mình này vào chắc là Rồi vui chứ. Để đảm bảo tình hình chúng ta cũng ổn định, rồi khoảng 20 phút nữa thì bắt đầu chuyển bánh. 20 phút nữa mới chuyển bánh. Nghĩa là giờ. Mình có chọc cười. Mày trông đi á, tao phải hả?
hả? Mi rồi cứ chạy lung tung đi. Hết tiền rồi. À hết tiền rồi. À. Lại mắc. Cái gì ở đây mà chua chi này là đi mi này đi đây này đó là tất cả nhân dân đi lưu thông quay bên đường này không được phát trực tiếp nha, quay gì được lưu chữ rồi không được phát trực tiếp. Đây này, đây áo phan đây, nhưng mà có khi tí phải tắt đi thật. Đâu thằng này tóc rồi. Phải cắt. Cắt nó nói gì. Đây.